vòng tay ta chung xây giáo xứ quê mình, bằng niềm tin ta hân hoan tiếp bước tiến nhân. Đường trần gian hôm nay đây tuy đầy nguy khó, sông xây đời làm vẻ vang giáo hội Việt Nam. Giáo xứ là cộng đoàn tình thương, là phục vụ chăm lo dành cho hết mọi người. Giáo xứ là cộng đoàn hiệp thông, trong ơn Chúa Thánh Thần xây cuộc sống yêu thương. Vì tình yêu giang đôi tay nối kết mọi người, bằng tình yêu trao cho nhau tiếng hát lời kinh, để từ đây ta vui say ân tình Thiên Chúa. Sống yêu đời làm rằng danh Chúa là tình yêu. Giáo xứ là cộng đoàn tình thương, là phục vụ chăm lo dành cho hết mọi người. Giáo xứ là cộng đoàn hiệp thông, trong ơn Chúa Thánh Thần xây cuộc sống yêu thương. Cùng vòng tay ta chung xây giáo xứ quê mình, bằng niềm tin ta hân hoan tiếp bước tiền nhân. Đường trần gian hôm nay đây tuy đầy nguy khó, sông xây đời làm vẻ vang giáo hội Việt Nam. Giáo xứ là cộng đoàn tình thương, là phục vụ chăm lo dành cho hết mọi người. Giáo xứ là cộng đoàn hiệp thông, trong ơn Chúa Thánh Thần xây cuộc sống yêu thương. Vì tình yêu giang đôi tay nối kết mọi người, bằng tình yêu trao cho nhau tiếng hát lời kinh, để từ đây ta vui say ân tình Thiên Chúa. Sống yêu đời làm rằng danh Chúa là tình yêu. Giáo xứ là cộng đoàn tình thương, là phục vụ chăm lo dành cho hết mọi người. Giáo xứ là cộng đoàn hiệp thông, trong ơn Chúa Thánh Thần xây cuộc sống yêu thương. Giáo xứ là cộng đoàn tình thương, là phục vụ chăm lo dành cho hết mọi người. Giáo xứ là cộng đoàn hiệp thông, trong ơn Chúa Thánh Thần xây cuộc sống yêu thương.